24. Súc trưởng bát giới Giới chứa bác đẹp dư 24.1. Giới tướng Văn giới Âm Giá tội đại thừa vị chúng sinh cố bất đồng học Nhược tỳ kheo ni Súc trưởng bác, Ni tắc kỵ ba vật đề Nghĩa Thuộc về giá tội Đại thừa vị chúng sinh nên không đồng học nếu tỳ kheo ni chứa bát dư thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề 24.2 duyên khởi bây giờ đức phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ khi ấy lục quần tỳ kheo ni thọ trì bát màu sắc tốt đẹp đem những chiếc bát cũ bỏ đi quý vị đó cất chứa nhiều bát nhưng không rửa sạch và cất dẹp tử tế lại bỏ bừa bãi dưới đất các cư sĩ đến chùa trông thấy liền sinh tâm chê bai nói rằng quý tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm đủ bề ngoài tự xưng là biết chánh pháp nhưng làm như vậy thì có gì là chánh pháp tại sao chưa nhiều bác mới tốt đẹp và bỏ những bác cũ lăn lóc dưới đất không khác gì tiệm bán đồ gốm quý tỳ kheo khác nghe được trong đó có những vị thiểu dục tri túc, quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kiết giới này. 24.3 Cụ duyên Giới này hồi đủ năm duyên thì thành phạm tội. một Trước đó đã có bác để thọ trì. 2. Lại được bác khác. 3. Không thuyết tịnh 4. Không bị bệnh điên cuồng 5. Trải qua một đêm khi minh tướng xuất hiện thì phạm tội 24.4. Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước Súc trưởng bác ni tác kỳ ba giật đề Nghĩa là tỳ kheo ni chính ngày trong ngày được bác thì chỉ được thọ trì một bát trong ngày đó. Những bát dư phải tịnh thí hoặc sai cho người. Nếu chứa nhiều hơn một bát qua ngày sau khi minh tướng xuất hiện thì phạm tội xả đọa. Trong luật thập tụng quyển 43 thuyết minh, tỳ kheo ni chứa bát dư qua thời gian một đêm thì phạm tội ni tác kỳ ba giật đề. Một đêm, tức là từ lúc mặt trời lặn cho đến sáng hôm sau, lúc trời còn nhá nhem, chưa thấy rõ mặt đất. Vật xả đoạ này nên đến trầm tăng mà xả, hoặc xả cho nhiều người, hoặc xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 24.5 Tinh chế Nếu tỷ kheo ni xả bác rồi mà chúng tăng không trả lại, thì chúng tăng sẽ phạm tội đột kiết la. Khi trả, nếu có người nào bảo đừng trả, người đó phạm tội đột chiếc la không trả hoặc không làm tịnh thí, hoặc không sai cho người, hoặc cố tình làm mất, hoặc làm bác biến dạng, hoặc thường xuyên dùng cho mau khư, tất cả đều phạm tội đột chiếc la. 24.6 Kim chế Trì kheo chứa bác dư được 10 ngày, nếu quá 10 ngày thì phạm tội xá đọa ba chúng sao phạm tội đột kiết la. Là... 24.7 Khai duyên Những trường hợp không phạm, chính trong ngày được bác thì ngày đó thọ một bác. Nếu bác dư thì phải làm tịnh thí hoặc sai cho người. Trường hợp tưởng là bị cướp, tưởng bị mất hoặc tưởng bị bể hoặc nước cuốn trôi. Như thế nên không tịnh thí, không sai cho người, thì không phạm tội nếu trường hợp bác bị cướp hoặc bị bể bị trôi hoặc tự mình lấy dùng hoặc người khác cho mượn dùng thì không phạm hoặc trường hợp người gửi bác mạng chung hoặc đi xa hoặc thôi tu hoặc bị giặc bắt đem đi hoặc bị nạn ác thú bị nước cuốn trôi những trường hợp như thế nên không làm tịnh thí không sai cho người thì không phạm 24.8. Tập giải trừ bát cất thực ra, tức là bát bằng sắt hay bằng sành, còn có bát lớn, bát trung, bát nhỏ, vân vân, nên lấy làm đồ đựng thạch mật, tô dầu thì được phép cất chứa, không cần phải làm pháp tịnh thí. Cho nên trong luật Tăng kỳ quyển 37 thuyết minh, Tỳ kheo ni được phép chứa 16 bát, một cái tự thọ trì ba cái làm tịnh thí bốn cái bát cỡ lớn bốn cái bát cỡ nhỏ bốn cái bát cỡ vừa nếu vượt quá số hạn trên thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề mười sáu bát gồm một nồi lớn hai nắp nồi lớn ba bồn lớn bốn gáo lớn năm nồi nhỏ sáu nắp nồi nhỏ bảy bồn nhỏ tám gáo, 9 bình nước, 10 nắp bình, 11 bồn lớn đựng nước, 12 gáo mút nước, 13 bình rửa, 14 nắp bình, 15 bồn nhỏ, 16 gáo. Tất cả gồm 2 nồi, 4 bồn, 2 bình, 4 gáo và 4 nắp, tổng cộng là 16 cái. Trong luật ngũ phần, Quyển 12 thuyết minh cho phép chứa 7 thứ bát thô dùng để 1. đựng thức ăn uống 2 đựng hương 3 đựng thuốc 4 đựng thức ăn dư 5 đựng đồ khạt nhổ 6 đựng đồ phấn tảo và 7 đựng đồ tiểu tiện tỳ-kheo ni không được chứa bát dư quá 1 ngày nhưng tỳ-kheo được phép chứa bác dư không quá 10 ngày sự kiện này không nên nghĩ rằng Đức Thế Tôn chế giới không bình đẳng mà phạm tội bán Phật, bán Pháp. Chúng ta nên biết rằng người nữ có 84 tư thái không tốt tự làm hạ phẩm cách của mình khiến cho không thể chứng đạo. Người nữ thường hay cống cao, tự ý hay tật đố người khác. Vì thế, nếu cho chứa nhiều bác, sẽ sinh tâm cao mạng. Lại thêm người nữ, nếu có oai thế thì hay ức hiếp người, nói năng luôn muốn giành phần hơn. Vì thế, nếu cho chứa nhiều bát càng dễ sinh tâm háo thắng. Và lại, người nữ hay sinh lòng oán trách những công việc nặng nhọc của mình, ngược lại đối với việc nặng nhọc của người khác thì lại sinh lòng hoan hỷ. Cho nên, nếu chứa nhiều bát khi phải mang đi thì bị cực nhọc nên sẽ sinh tâm oán trách cũng vì người nữ thường hay khoe khoang sự giàu có với mọi người thường ý vào sự sang trọng của mình để lấn hiếp người cho nên nếu chứa nhiều bác thì càng thêm tâm kiêu mạn của cải càng nhiều tài vật càng đầy đủ thì càng thêm kinh dễ lấn hiếp người khác người nữ ưa bình luận khi bình luận thì phần thua đẩy sang cho người khác nên nếu cho chứa nhiều bác sẽ sinh ra trường hợp chê khen bác cô xấu bác tôi tốt làm chướng ngại cho việc tu hành người nữ lại còn tánh xấu ghét ai hơn mình nên nếu cho chữa bác dư sẽ dễ sinh ra chuyện tranh chấp người nữ lại hay nhớ đến chuyện đã qua tâm cố chấp khó quên nếu cho chữa nhiều bác không xả ngay trong ngày ấy qua ngày nữa sẽ sinh tâm tham trước so sánh bác lớn nhỏ tốt xấu từng niệm sinh khởi quyến luyến nơi đồ vật, khó chịu buông bỏ. Những thái độ xấu bị ràng buộc bởi vật chất, khó buông xả, khó quên. Thế nên Đức Thế Tôn vì tâm đại từ đại bi, thương xót những từ thai ác chướng của nữ giới, muốn các tỳ kheo ni sớm từ bỏ những ác chướng đó, nên chế giới này. Hơn nữa, nếu chứa nhiều bát thì hay sinh ra phiền não, vì phải coi sóc thâu cất bỏ bê việc tu hành chánh nghiệp nhất là khó mang sách theo cần phải biết phật dạy người đệ tử xuất gia y bác mang theo bên mình như hai cánh của chim không được xa lìa trong kinh phạm võng lục thập nhị kiến thuyết minh người xuất gia phải thực hành hạnh tri túc đối với y bác thức uống ăn chỉ nên vừa đủ mà thôi đi đến đâu đều phải mang y bác theo bên mình như chim bay phải cần hai cánh dính vào thân chúng. Tỳ kheo cũng thế. đối với y phục, mệnh nệm, các thức uống ăn và bát cũng chỉ nên vừa đủ mà thôi. Bất kỳ khi đến đâu, y bát đều phải mang theo bên mình. Tỳ kheo Ni cũng như vậy. Thế nên, nếu chứa nhiều bát không xả trong ngày ấy để lại gìn giữ thì càng gây thêm phiền não, nên Tỳ kheo Ni cần phải tùy thuận theo giới cấm của Phật, không nên kinh hủy mà tự mình vướng lấy quả báo trong ác đạo.